Xin kính chào cô chú, anh chị em và cùng các bạn. Cảm ơn mọi người đã đến với kênh của mình. Đây là một loại bánh bông lan, Việt Nam mình gọi là bánh bông lan lá dứa nhiều lớp. Còn tiếng Anh mình sẽ ghi cho các bạn, bởi vì mình đọc tiếng Anh không có chuẩn. Pandan layered cake. Mình rất thích ăn bánh bông lan này, và rất là nhiều người nói là cái bánh bông lan này có một cái tiệm bánh sản xuất rất là lâu rồi, đã 40 năm rồi. Nên hôm nay mình rủ chồng mình cùng mình đi đến tiệm đó để mua ăn thử. Nào, mình xin mời mọi người cùng đi với mình lại tiệm đó nha. Từ Kuala Lumpur đi đến Kallang Selangor là 42 km, nhưng vì tình yêu bánh nên phải đi thôi. Khi mà các bạn đi đến Kallang Selangor thì hãy nhớ kết hợp với ăn một món gọi là bao cù tẻ, một món nổi tiếng của Malaysia và Singapore. Có thể nói bao cù tẻ ở Kallang là một món ăn đặc sản của nơi này. Giống như ở Việt Nam, khi nói nhắc đến Tây Ninh, họ sẽ nghĩ ngay là muối Tây Ninh. Ở Cần Thơ thì họ sẽ nghĩ ngay Cần Thơ là lẩu mắm. Như vậy đó, nên khi mà đi đến nơi này, mình khuyên các bạn nên đi ăn. Tụi mình ghé tiệm này ăn. Xung quanh của tiệm này có mấy tiệm, rất là đông khách luôn. Mọi người phải xếp hàng chờ nữa, rất là lâu. Mà bà con của chồng mình bảo là ở Kallang nổi tiếng về bao cù tẻ, nên tiệm nào cũng na ná nhau, nên cũng không cần thiết phải chọn lựa. Cứ ghé vào tiệm này ăn thì mùi vị cũng được, chứ không có tệ quá. Sau khi ăn xong, cả nhà mình đi đến tiệm bánh. Đi đến tiệm bánh này các bạn nhớ chú ý nha. Bởi vì cái tiệm bánh này là một cái tiệm bánh truyền thống, nên cái kết cấu cửa hàng của nó vẫn như xưa, không hề thay đổi. Nếu không để ý rất là khó tìm thấy. Bởi vì theo mình tìm hiểu là cái cửa hàng này đã mở cửa hơn 40 năm về trước. Về mặt kết cấu trang trí thì nó cũng không có gì thay đổi nhiều hết, vẫn giữ nguyên tình trạng như vậy. Thật sự cái bánh bông lan lá dứa nhiều lớp này
ở Kuala Lumpur bán rất là nhiều, có rất là nhiều tiệm bán, nhưng mình vẫn muốn đi đến nơi này bởi vì nơi này có thể nói là đã khai sinh ra nó. Đây là người đã phát minh ra bánh bông lan lá dứa nhiều lớp khoảng 35 năm về trước. Để chiếm được tình cảm của khách hàng, chú đã tâm sự là rất là khó khăn ban đầu. Chú đã phải làm rất là nhiều để mời mọi người ăn thử. Và được phản hồi rất là tốt luôn, đặc biệt nhất là ở Ca Lăng. Sau đó được Ca Lăng truyền rộng rãi, những người hâm mộ trung thành đã yêu cầu chú phải mở thêm vài chi nhánh nữa. Do chú chọn một chiếc bánh có hương vị lá dứa, bởi vì chú quan sát là người Malay rất là thích ăn bất cứ điều gì đều liên quan đến lá dứa. Và lại bánh lại không ngọt quá, có một cái vị ngọt thanh rất thích hợp với mọi người khi mà vừa ăn vừa uống cà phê hoặc là cùng bạn bè ngồi tám. Mình thì rất là thích cái khẩu vị như vậy, nhưng mà người Việt nếu mà ăn thì sẽ cảm thấy là bánh rất là lạ. Quá nhiều quả khán quả mai mai á. Trong tiệm cũng có bán nhiều loại bánh khác, nhưng mà đa số mọi người đến đây là mua bánh bông lan nhiều lớp lá dứa. Đã cơm, hay xế. Ê, quên. Và chủ tiệm đã không dừng ở lại hương vị lá dứa mà chú đã cho ra nhiều loại hương vị khác như là khoai môn, sầu riêng hoặc là bắp. Và đặc biệt nhất là có một loại bánh là chiếc bánh sô-cô-la Philippines. Loại đó thì mình không có mua nhưng mà được rất là nhiều người khen là bánh đó rất là ngon luôn. Nên có dịp các bạn hãy thử cái loại bánh đó nha. Các cặp của Lê, photo. Tìm anh bắt xe hả? Thank you hả? Tiệm lúc nào cũng đông khách hết á, bởi vì đa số nhiều người muốn đến đây ăn với hương vị truyền thống. Với lại nghe là chú cũng muốn nghỉ, chú không muốn làm nữa, bởi vì chú bây giờ cũng đã 69 tuổi rồi, nên chú cũng muốn nghỉ hưu. Nên các bạn nào ở gần Ca Lăng hoặc có dịp đi ngang qua, hãy một lần thử đến tiệm này ăn thử với hương vị truyền thống của bánh. Và một lời khuyên là nếu mà muốn ăn bánh này nên để vào tủ lạnh, để cho lạnh và đem ra ăn, như vậy nó rất là ngon. Video của mình đến đây xin tạm dừng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị em cùng các bạn đã theo dõi kênh của mình. Trong clip của mình có một số hình ảnh là mình lấy trên mạng, nên mọi người có thể lên mạng tham khảo tìm hiểu rõ hơn về bánh này. Còn địa chỉ mình sẽ ghi rõ ở dưới. Nếu ai cần đến có thể đi đến ăn thử để cảm nhận hương vị truyền thống của bánh này.
là ngã phượt á. Nhớ khai với khai cho à? Đấy, chứ cơ à?